Hello, đam mê cá xin chào tất cả các bạn nha. Ngày hôm nay mình lại tiếp tục đi câu cá nha các bạn. Mình đi câu cá ở hồ Gia Ui nha. Hôm nay đi câu đêm của bạn nha. Bây giờ cũng 4 giờ mấy 5 giờ rồi. Mình sẽ câu đến tối các bạn nha. Ok. Hôm nay mình câu đơn với lại mình câu máy hai loại luôn các bạn. Đây các bạn, đó. Ngay mình đã đang câu giật cầu đơn thôi. Đấy, mình đã quăng ra ngoài kia ba cần, hai cần câu máy, câu có cá mẹ các bạn, một cần lăn xê. Đó, vậy thôi, hôm nay câu ba cần câu máy với lại hai cần câu đơn. Đây còn một cây câu đơn nữa nhưng mà mình đây nè, đó, mà mình chưa có câu. Đó, chút nữa mà có cá thì mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Dính cá các bạn ơi. Chào bá rồi các bạn ơi. Nè, đó chưa nè. Hàng đầu tiên, cá mè. Ui, con này có ký các bạn à. Đó chưa nè. Sướng. Đấy, nó dính lửa trong miệng hơn vàng nha các bạn nha. Đó. Đấy. Được, em cá mè đầu tiên. Đấy, của ngày hôm nay nè. Đó chưa. Còn này cực ký các bạn ơi. Qua đây, qua đây. Đó. Quá đã, quá đã. Hơi tanh nhưng mà không sao, con cá đã vui các bạn ơi. Giờ cũng 5, 6, 6 giờ rồi. Ok nha. Lên cá các bạn ơi. Mới lên được con cá mè nè. Đã chưa. Là tối rồi mình không có quay lúc kéo cá được. Quay lúc lên cá thôi. Con này chắc cỡ ký á. Quá đã các bạn ơi. Hơn cá là vui rồi các bạn ơi. Dính hai lưỡi luôn các bạn nè. Nó mới rơi vào đất ngoài lưỡi rồi. Ký đã. Hai em rồi. Chiều giờ được hai em. Kiếm cá thở hết hơi luôn. Bỏ vô nè. Đấy, hai con bằng nhau hả? Một cỡ luôn. Hai con nha các bạn. Ok đó. Nha. Câu cá mình quay cho các bạn xem nữa nha. Dính cá các bạn ơi, có mè các bạn ơi. Nè được con có mè nữa nè. Thấy chưa? Em bạn review đi. Bạn review đi. Không. Sao vậy? Lạnh lắm, nó kêu mình kiếm cái bàn cầm đi, mình review. Con mè thứ ba các bạn ơi. Con mè thứ ba nha. Nó cá ký chứ à. Bự mà nó nhẹ ta. Gì? Giờ này nó mệt rồi á, đậm rồi á, chạy nổi nữa. Lồi má ơi, nó quẩy. Có cá là vui rồi. Đắt đi, lúc trắng trắng. Đắm chà bự kia kìa, củi nhiều lắm. Má nó mè, má nó đỡ quay bóp mồi luôn. Quay cách bóp mồi. Tắt cái đèn đi anh Hiệp. Đó đây là lọc.
Mình là mình giờ bắt mồi con cá mè nha các bạn. Đây là lưỡi câu số 11. Tính câu lăng xê mà tính làm lưỡi số lớn hơn câu lăng để câu cá mè mà thôi. Còn lưỡi số 1 câu luôn các bạn ơi. Thấy mà. Để hơi chuẩn ở ngoài. Đây là mồi khoai lang uốn chua. Chì rau chì cạn đáy đúng không? Dạ. Đang rau mồi cạn đáy. Đây, để con móc vậy nha. Đặt như vậy nè. Ngửa lưỡi như này. Đó. Vậy thôi. Còn để cần ấy mới ăn được dở lên cho tốt. Mày ăn chưa biết rồi. Mày ăn bơi lửng. Vàng cứ móc hết 8 lưỡi. Mình có 6 lưỡi. Trong cái cục mồi này luôn. Móc xuôi vậy. Vậy là ok. Rồi bóp lại thôi. Giờ đã quăng cần nha các bạn. Quăng cái điện thoại đây luôn. Qua móc anh thiệp lên. Móc cho mỏ nên cái nào bắt lộ chứ hồ luôn cái lần. Nằm đó nó gửi cái mình đâu lên cá các bạn ơi. Bảo đảm là cá lên liền. Hả? Mình mà không lậu mình là cá không lên nổi anh em ơi. Anh em lúc nào không có nhau hết. Mè các bạn ơi nè, theo con mè trắng ấy nè, đã chưa? Cái mát phê luôn. Tên hàng các bạn ơi, tên hàng đang ăn bánh mì ăn không kịp. Cá nó bự đó. Được không? Con đó dài đuối lắm rồi. Rồi. Mạnh quá mà. Không phải mạnh đâu, nó dính mép á. Vậy con làm cái gì? Hả? Qua hết nổi luôn rồi. Đó rồi. Điên luôn rồi. Ủa mắc hết cái phao nữa kìa, phao đỏ mắc nữa kìa.
mới mất ấm hôm nãy bạn chỉ á, giữa mất rồi. Hả? Ừ. Nổi lại kìa. Để từ từ coi nó có xuống rồi không. Kì vậy? Mắt mới nổi lên lại á. Còn á, xe phao đấy đang chạy á. Đây nè, dừng đi. Đó. Chín rồi đó. Má đi thay mồi. Quăng liền đụng má giữ ổ. Thay mồi, thay mồi. Đã vô rồi đó. Hấp cần xuống thôi. Hấp cần thôi. À đúng cái mép thiệt. Nè các bạn ơi, sảy con các bạn ơi, vô tới bờ cái nó với mép á, cái sảy được con nè, ký á, đã các bạn ơi. Bọc màng. Mình nhìn quá mình thấy mắt phao rồi nó nổi lên. Mình nói nó ăn nãy giờ rồi. Đúng không? Nó ăn vô mình nói nó ăn nãy giờ rồi. Trở lại, bún ngoài giờ. Bún ngoài được, mình đi. Úp lại ông mày bún ngoài đó. Không bún ngoài đâu.